nó lên mầm. Cho nên nó ngủ hết. Khoảng 20 mét vuông. 100 cây trong một lúng nè. Em làm lúng này, lúng bên kia, với bên kia nữa kìa. Dạ dạ dạ. Cái này lên 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 rồi. Thấy con đây. Đây. Đây này, nhìn này. Nó lên này. Rồi. Thế 10 năm là bao nhiêu tiền một cây vậy? Anh để ý cái mà em ở dưới quyện không? Cái này nó tốt ghê. Trong mặt mặt nha. Nó mất. Đây là nhân ấy mầm ra hay là ấy? Đây này. Cái này là mầm ra hay là cái mầm đấy này. Đây chuẩn bị ra này. Không phải nhất. À. À, cũ này, đây này. À. Dưới này. Tức đây này. Là vườn gốc thì mình chuyên làm này. Giống luôn. Wow. Đây này. Cái đấy đây này. Tít cái cà lê. Cân ở là mới cái chất mụn rất lại nè. Rất là tươi tốt. Rất là to. Xuồng cái này cắn cho cuộn gỗ mà. Nhưng mà nó lên được hết. Lên được. Đây này. Nó hai nhánh luôn này. Đây này hai nhánh này. Hai cây. Nó cũ to đúng không? Cũ này to. Kinh được. Củ này cỡ hơn một lạng. Thì cái củ này á dưới kia anh có cho mùn nước vào. Không, mùn cũng không được. Khí hậu nó khác nhau. Nó khác nhau nhỉ. Nó phải ủ lạnh rồi có thứ nó. Mời anh lên cái chỗ cái mua cái em nhổ lên cái là lên nghỉ xíu mà uống nước. Có gen á thì tới đây em sẽ cung cấp giống. Ở đây một thời gian là mỗi lần bộ trưởng lên thì phải bắt bằng uống luôn. Các anh lại làm cái sân tập gôn ở góc kia. Ánh bóng lại bay từ đỉnh này sang đỉnh kia. Yeah. Thì anh cứ đặt chỗ nào cho được. Năm phút thật mà. Tháng chưa chốc có còn. Bữa. Tao nào để đó là. À mời ăn con. Trời ơi. Chập bà, bới đi. Em bới luôn mà. Phải bới đi. Bới. Có để dưới không? À. Nè. Úc cơ quan. Ừ, khá. Nè. Nhưng mà củ này không phải là củ lớn đâu nha. Củ này thì không lớn. Không phải củ lớn trong cái vườn này. Ừ. Nó thẳng được. Tôi đang mua tươi cho được. Nhai chơi luôn. Chơi luôn. Tốt như hơi phí. Đúng không? Phí. Anh ngâm mặt, anh để nguyên củ. Nhà mà cũng
ăn dùng mặt thôi. Được chứ. Ờ thích gì nhất đi hoa ở đây cũng có này. Thâm nước ấy. Ở đây thì về thâm nước. Đi bị trường đấy. Đó cái con đó anh. Anh đứng mày nè. Ồ, lành kìa nào. Ấy hạt hay là... Dạ từ hạt anh. Từ hạt cái này là hạt chứ không phải cái môi nè. Cái này cái hạt. Dạ. Mà đây đây, ví dụ như thắng lên đều kia. Tức là đây được bao lâu? Cái này. Ừ. Dạ. Tháng 10 năm ngoái. Đâu là kiểu dạng như thí điểm cả. Không kể cả ha ha cả. Dạ. Là câu chuyện rất khác. Dạ. Đúng rồi. Ví dụ hàng trăm giống, ví dụ hàng trăm căn. Đúng. Ừ. Bây giờ nó thế thì đây là cấp giống các cái chẳng hạn thì đấy, ra vấn đề. Dạ. Cái này cửa 4.000 cái. Thân giỡn thôi thôi. Thế là ngon lành. Tức là trong một năm hai cái luống này. Giản đấy đúng không? Đất quy đất. Đất giản đấy này. Hả? Chúng môn ăn không được. Tối này chúng rái. Ở đây chúng rái. Mẹ ta lọc mỏ đi. Thôi thì kéo ra tập gái nhé. Chưa hết mắt nè, con con. Pen. Yeah.